Kính chào quý vị, tín ngưỡng thờ mẫu là một di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Thực hành tín ngưỡng gồm nhiều loại hình đặc sắc, trong đó có hát văn và hầu đồng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa đại diện của nhân loại năm 2016. Từ khi thực hành tín ngưỡng được công nhận, thì người dân cũng quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về di sản văn hóa này. Phủ Vân Cát hay còn gọi là Phủ Dày Vân Cát, nơi thành mẫu Giáng sinh là một di tích quan trọng trong quần thể di tích Phủ Dày đã được nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1975, là nơi còn lưu giữ được nhiều hiện vật gắn với sự tích giáng trần của thành mẫu Liễu Hạnh vào năm 1557, như câu văn cổ Thỉnh Mẫu có viết: Vân Cát thôn quê đất Phủ Dày, Giáng sinh vào cửa nhà Lê cài trần. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về tín ngưỡng, kênh Hầu Đồng Tín Ngưỡng Việt Nam rất may mắn đã tiếp cận được với luận án tiến sĩ văn hóa học của tác giả Nguyễn Đạt Thức với đề tài Tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Dày qua tư liệu Hà Nôm. Xin được chia sẻ cùng quý vị khán giả muốn tìm hiểu về tín ngưỡng nội đạo của Việt Nam. 2.1.4.2 Tư liệu Hà Nôm tại Phủ Tiên Hương. Bìa ký: Tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội hiện đang lưu trữ tài liệu mang ký hiệu kho TSHN2927, bản kê bìa xã Tiên Hương, Tổng Đồng Đội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Được chức sắc địa phương kê khai vào khoảng cuối thế kỷ 20. Tại thời điểm kê khai, phủ chính Tiên Hương có 5 bìa dựng ở bên trái phủ, mỗi bìa đều hai mặt, và 3 bìa dựng ở bên phải phủ, mỗi bìa cũng đều hai mặt, tổng cộng 8 bìa, gồm bản huyện cúng ngân bi ký, bìa ghi việc cúng tiền của bản huyện. Khắc ngày 18 tháng 6 năm Duy Tân thứ 8, 1914, quan lại cúng ngân bi, bìa ghi việc cúng tiền của quan lại. Khắc ngày 18 tháng 6 năm Duy Tân thứ 8, 1914, biên hội phụng điền bia, bia ghi việc cúng ruộng của hội biển binh. Khắc ngày 24 tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 15, 1834, Tiên Hương linh tử bi, biên đền thiêng Tiên Hương. Khắc ngày 18 tháng 3 năm Thành Thái thứ 4, 1893, Thập Phương cúng ngân bi ký, bia ghi việc cúng tiền của Thập Phương. Khắc ngày 18 tháng 6 năm Duy Tân thứ 8, 1914, cung tiến điện thạch bi, bia đá ghi việc cúng ruộng. Khắc ngày 10 tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 9, 1828, bản hương điện bi, bia ghi về ruộng đất của bản hương. Khắc ngày 7 tháng 3 năm Thành Thái thứ 4, 1893. Cũng như nội dung kê khai văn bia đương thời của nhiều địa phương khác, bản kê bia xã Tiên Hương, Tổng Đồng Đội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định chỉ kê được số lượng văn bia, liệt kê tên bia, kèm đó là thời điểm khắc, không đề cập đến cụ thể nội dung của văn bia. Theo kết quả khảo sát thực địa của Dương Văn Vượng, tại thời điểm ông khảo sát, ở Phủ Tiên Hương còn có 15 bia ký được dựng tập trung trong hai tòa phương du, mang niên đại trong khoảng thời Nguyễn, thế kỷ thứ 19 đến 20. Gắn với lịch sử hình thành và tồn tại của phủ, hiện nay vị trí các bia vẫn được in vị tại đó, nhưng do tác động của nhiều yếu tố, một số bia đã khá mờ, khó có thể nhận diện được hết nội dung văn tự. Kết quả khảo cứu, phiên dịch của ông cũng đã được tập hợp và công bố trong sách Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt qua tư liệu Hà Nôm. Trên nền kết quả này, có thể điểm qua về nội dung cơ bản của văn bia tại phủ Vân Cát như sau. 1. Biên hội phụng điền bi, bia cúng ruộng của hội biển binh, khắc năm Minh Mệnh thứ 15, 1834, do tri phủ, phủ Nghĩa Hưng, Nguyễn Văn Nghị soạn với nội dung lược thuật như sau. Kính ngưỡng đền thiêng, đội ơn thần nữ mà mỗi khi ra biển, vào bờ luôn gặp gió thuận trời quang, sóng yên biển lặng. Hội biên binh thủy quân cung tiến vào đền số ruộng mẫu là một mẫu sáu sào, một đôi tàn màu hồng, một chiếc quán tẩy, một chiếc dập đá để bày tỏ nỗi niềm, mong tiếp tục nhận được sự trở che của Thánh Mẫu. 2. Cung tiến thạch bi, bìa ghi việc cung tiến, khắc năm Minh Mệnh thứ 19, 1838, ghi việc thanh đồng nho cung tiến cho phủ, số ruộng hai sào sáu thước, trị giá 30 quan, lại công đức lo việc dựng phủ 30 quan tiền cổ,
xây dựng bậc đá 100 quan, thanh đồng hương công đức 2 quan, thanh đồng danh công đức 10 quan. 3. Bia không đề khắc năm Minh Mệnh thứ 19, 1838, ghi việc ông Nguyễn Đăng Dung, người xã Tái Dương, Tổng Bằng Lăng, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội, cùng với vợ con cúng tiến xây dựng phủ 42 quan. Nguyễn Xuân Hào, Chánh Tổng, Tổng Trọng Vĩnh, huyện Đại An, cung tiến dựng phủ 10 quan, xây bậc đá 5 quan. 4. Bia không đề khắc năm Tự Đức thứ 14, 1861, do Tiến sĩ Trần Huy Côn, người Thiên Bản soạn, ghi việc vệ trung thủy ngẫm rằng mỗi khi ra khơi vào bến, chẳng biết cầu vọng vào đâu, chỉ biết nâng nhờ cửa mẫu nên đã cúng ruộng cho phủ để lo dỗ mẫu. 5. Cung tiến bi ký. Bia ghi việc cung tiến khắc năm Tự Đức năm thứ 19. 1866, ghi việc thủ từ của phủ Tiên Hương là Cao Thị Cẩn cùng dân và họ sửa đền, gồm thượng điện, nội điện, hành lang. Xong việc, khắc bia ghi tên người cúng tiền, trong đó có một nửa là lính thủy ở Nam Định. 6. Tiến cúng điền bia. Bia cung tiến ruộng, dựng năm Thành Thái thứ tư 1892, ghi việc thủ từ phủ chính là Ni Cẩn dùng thiện tín thập phương cúng ruộng cho phủ, trong đó có 3 mẫu 3 sào để dân sở tại làm lễ và 3 sào giao cho lý trưởng gánh vác việc đốc lễ. 7. Bia không đề khắc năm Thành Thái thứ tư 1892 do cửu phẩm Phạm Đình Kỳ soạn, ghi việc phủ mẫu trong xã trước đây vốn đã có ruộng hương hỏa, nhưng hoa lợi thu được không đủ để làm lễ, hàng năm tiến hành phải bổ bán hết sức vất vả. Vì vậy, quyết định để thêm số ruộng 2 mẫu 1 sào 7 thước, lại thêm 600 quan tiền để cho vay lấy lãi làm dỗ mẫu. 8. Dân tộc cúng ngân bia ký. Bia ghi việc người trong họ cúng tiền khắc năm Duy Tân thứ 8 1914, ghi tên những người trong họ Trần cung tiến vào phủ, trong đó có chép trưởng phái họ Trần dòng dõi mẫu là ông Trần Bình Hành, cử nhân khoản Tân Mão, huấn đạo huyện Việt Yên, hàn lâm viện biên tu, lầu Vọng Nguyệt, lầu chuông gác trống trước cửa phủ vốn là ruộng của họ Trần, tổng diện tích 4 sào. 9. Bản huyện cúng ngân bi ký. Bia ghi việc công đức tiền trong bản huyện khắc năm Duy Tân thứ 8 1914, ghi việc dân xã Tiên Hương cùng 12 tổng của huyện Vụ Bản, tổng đồng đội cúng tiền vào việc tu sửa đền phủ, đồng thời liệt kê rõ tên những người cung tiến. 10. Thập phương cúng ngân bi ký, ghi việc cúng tiền công đức của thập phương khắc năm Duy Tân thứ 8 1914, ghi việc các thiện tín thập phương cúng tiền tu bổ đền chính phủ Tiên Hương, trong đó có ông Đặng Văn Đốc, Chánh Tổng, Tổng Vị Nhuế, nơi mẫu Giáng sinh lần thứ nhất. 11. Quan lại cúng ngân bi ký, bia ghi việc các quan công đức tiền khắc năm Duy Tân thứ 8 1914, ghi tên quý quan đóng góp tiền tu bổ đền chính phủ Tiên Hương. Trong đợt tu bổ này có sự tham gia của ông Đoàn Triển, Tổng đốc Nam Định cùng các vị Tổng đốc tuần phủ ở Nghệ An, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, các quan đốc học, tiến sĩ về hưu, các quan học chính, các quan chủ chốt của các tỉnh, huyện. 12. Bia không đề khắc năm Duy Tân thứ 9 1915 do Đoàn Triển, Tổng đốc Nam Định soạn, ghi việc khi ông về Nam Định nhậm chức Tổng đốc, người họ Trần trong làng đến trình việc xin tu bổ đền và mong ông ủng hộ. Việc được chấp thuận, cùng tiến hành xây 4 tòa theo kiểu mới, sửa 9 tòa lầu tả hữu vu, mở rộng tường bao, đắp hòa biểu, tạo nguyệt hồ. Trong đợt tu bổ này, những người đốc công gồm huấn đạo huyện Việt Yên Trần Bình Hành, tú tài Thanh Oai Nghiêm Đinh Giao và Bắc Kỳ dân hội nghị viên Trần Bá Hợp. 13. Tiên Hương phủ từ tự điền bi ký. Bia ghi ruộng hương hỏa đền phủ Tiên Hương khắc năm Khải Định thứ 10 1925 do tri huyện Vụ Bản Đặng Huy Hoàn soạn, ca ngợi thành mẫu Tiên Hương là vị thần nữ rất thiêng, Giáng sinh xuống đất Thiên Bản. Dưới thời Lê, bà Trịnh Thái Phi là người khởi xướng lập ra hội hòa trượng để tạ ơn mẫu. Huyện Hào có giao số ruộng từ diện tích 1 mẫu 8 sào 5 thước cho dân sở tại, canh tác lấy hoa lợi cho việc dỗ mẫu. Bản huyện Tập Phúc thả tự điền bi, bia ghi việc cúng ruộng, phục vụ việc thờ tự của hội Tập Phúc trong huyện,
khắc năm Bảo Đại thứ năm 1930 do Trần Lê Thăng, người làng soạn, ghi dưới thờ Minh Mạng, tiền nhân cúng ruộng có khắc một bài biểu dương, lâu ngày mục nát, nay cho khắc bia ghi lại. Số ruộng vốn đã giao cho dân sở tại canh tác, lấy hoa lợi, lo việc rỗ mẫu vào mùng 3 tháng 3, gồm một mẫu năm sào. Cỗ rỗ gồm có một con lợn con và 100 bánh dày cùng với hoa quả tùy theo điều kiện. 15. Vụ Bản huyện Biên bi ký. Bia ghi việc hội biên binh huyện Vụ Bản khắc năm Bảo Đại thứ 9 năm 1934 do Trần Xuân Thiểu, đốc học Bắc Ninh đã về hưu soạn. Ghi việc, trước đây các biên binh đã cúng ruộng, lo việc rỗ mẫu. Mỗi khi tế lễ còn được biếu lộc, nay lại cúng thêm 5 sào và 20 đồng để sửa vọng lâu, lầu chuông, gác trống. Đại tự, câu đối, cũng theo kết quả khảo sát của Dương Văn Vượng, tại thời điểm ông khảo sát ở Phủ Tiên Hương hiện còn lưu giữ 5 bức đại tự và hàng chục câu đối. Một số cuốn thư cổ sơn son thiếp vàng ca ngợi thân thế, công lao đức hạnh của Thánh Mẫu để tỏ lòng kính ngưỡng của thiện tín thập phương đối với Mẫu. Gần đây trong phủ đã bổ sung thêm khá nhiều hoành phi câu đối mới được cung tiến hoặc đắp lại ghi trên buôn, cột biểu trong những lần trùng tu gần đây. Về nội dung và hình thức, đại tự, cuốn thư, câu đối tại Phủ Tiên Hương cũng rất phong phú, đa dạng. Tập trung ca ngợi Thánh Mẫu, bày tỏ niềm tin, sự kính ngưỡng Thánh Mẫu, đặc biệt còn có một số đại tự do người Hoa cung tiến, tiêu biểu như Tự ân viễn tí, mây lành che phủ muôn nơi. Đại tự do Lâm Thông Ký, kính dâng năm Tự Đức thứ 31, 1878. Từ Vân Phúc Hải, mây lành che phủ biển khơi. Đại tự do Trầm Bính Thành, kính dâng năm Quang Tự thứ 19, 1893. Tam Thế Luân Hồi, Vu Vị Nhuế, Vu Vân Cát, Vu Nga Sơn, Vũ Bách Dư Niên, Quang Thực Lực. Lịch triều Ba Cổn, vì đế nữ, vì đại vương, vì chúng mẫu, ức thiên vạn cổ điện danh bang. Ba kiếp luân hồi xuống Vị Nhuế, xuống Vân Cát, xuống đất Nga Sơn, hơn trăm năm qua, sự tích mãi sáng ngời thực lục. Các triều phong tặng là con vua, là đại cương, là mẹ tối thượng, dẫu ngàn vạn năm sau, tiếng tăm vẫn vang dội nhân gian. Câu đối do Lê Hy Vĩnh, đốc học tỉnh Thanh Hóa soạn, khắc năm Quý Sửu 1913. Mẫu đức bản vô tư, đãn nguyện khai chúng trí, cảnh quần ngoan, thanh giáo ngũ châu đồng tiến hóa, tiên linh diệt phi ảo, duy thử đôn tử cương, tuần quy đạo, hiếu trinh nhị tự thượng truyền danh. Đức mẹ vốn vô tư, nguyện mở trí, dẹp ngu hèn, mở giáo pháp, sánh cùng năm châu lục. Dấu tiên nào, huyễn ảo, gắng tu tập, giữ cương thường, đạo hiếu trinh hai chữ giúp dạng danh. Câu đối do Từ Đạm, giữ chức thị lang, án sát xứ tỉnh Nam Định soạn, khắc năm Quý Sửu 1913. Sắc phong. Theo bản kê thần sắc, Nam Định tỉnh Vụ Bản huyện, đồng đội tổng, Tiền Hương xã thần sắc, ký hiệu TTHN 518, niên đại cuối thế kỷ 20. Bản kê thần sắc xã Tiên Hương, tổng đồng đội huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. Tại thời điểm kê khai, xã Tiên Hương từng được triều đình nhà Nguyễn ban tặng 13 đạo sắc phong của các vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, cụ thể như sau. Ngày 21 tháng 7 năm Minh Mệnh thứ 2, 1821, phong một đạo. Ngày 16 tháng 6 năm Thiệu Trị thứ 6, 1846, phong một đạo. Ngày 16 tháng 7 năm Thiệu Trị thứ 6, 1846, phong một đạo. Ngày 17 tháng 12 năm Tự Đức thứ 3, 1850, phong hai đạo. Ngày 24 tháng 11 năm Tự Đức thứ 33, 1880, phong hai đạo. Ngày 1 tháng 7 năm Đồng Khánh thứ 2, 1887, phong hai đạo. Ngày 18 tháng 11 năm Thành Thái Nguyên Niên, 1889, phong hai đạo. Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3, 1909, phong hai đạo. Hiện tại trong Phủ Tiên Hương đang lưu giữ 15 đạo sắc nằm trong khung niên đại từ thế kỷ thứ 18 đến 20, gồm sắc ngày 10 tháng 12 năm Vĩnh Khánh thứ 2, 1730,
phòng trò Liễu Hạnh Công Chúa, sắc ngày 8 tháng 8 năm Cảnh Hưng thứ 28, 1767, phòng trò đệ nhị Ngọc Nữ Quỳnh Cung Duy Tiên Công Chúa, sắc ngày 16 tháng 5, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 44, 1783, phòng trò Liễu Hạnh Mã Hoàng Công Chúa, sắc ngày 16 tháng 5, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 44, 1783, phòng trò Quế Hoa Công Chúa, sắc ngày 16 tháng 5, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 44, 1783, phòng trò Duy Tiên Công Chúa, sắc ngày 21 tháng 7, năm Bình Mệnh thứ 2, 1821, phòng trò Liễu Hạnh Công Chúa, sắc ngày 21 tháng 7, năm Bình Mệnh thứ 2, 1821, phong cho đệ tam Ngọc Nữ Quảng Cung Quế Hoa Công Chúa, sắc ngày 20 tháng 5, năm Thiệu Trị thứ 4, 1844, phong cho Liễu Hạnh Công Chúa, sắc ngày 20 tháng 5, năm Thiệu Trị thứ 4, 1844, phong cho đệ tam Ngọc Nữ Quảng Cung Quế Anh Phu Nhân, sắc ngày 24 tháng 11, năm Tự Đức thứ 33, 1880, phong cho Liễu Hạnh Công Chúa, Duy Tiên Phu Nhân và Quế Anh Phu Nhân. Sắc ngày 1 tháng 7, năm Đồng Khánh thứ 2, 1886, phong cho Liễu Hạnh Công Chúa, Duy Tiên Phu Nhân và Quế Anh Phu Nhân. Sắc ngày 18 tháng 3, năm Khải Định thứ 2, 1917, phong cho Thân Phụ Lê Đức Chính. Sắc ngày 18 tháng 3, năm Khải Định thứ 2, 1917, phong cho Thân Mẫu Trần Thị Phúc. Sắc ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9, 1924, phong trò Thân Phụ Lê Đức Chính. Sắc ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9, 1924, phong trò Thân Mẫu Trần Thị Phúc. Như vậy, điểm đặc biệt là trong hệ thống sắc phong hiện còn tại Phủ Tiên Hương. Ngoài các sắc phong do mẫu đệ nhất Liễu Hạnh Công Chúa, đệ nhị Ngọc Nữ Quỳnh Cung Duy Tiên Công Chúa, đệ tam Ngọc Nữ Quảng Cung Quế Hoa Công Chúa, còn có những sắc phong cho thân phụ và thân mẫu của mẫu Liễu Hạnh, đồng thời giao trách nhiệm cho xã Tiên Hương và họ Trần Lê cùng lo việc thờ tự vào cuối thời Nguyễn. Ngoài hệ thống bia ký, đại tự, câu đối, sắc phong kể trên, trong Phủ Tiên Hương còn có một số văn khắc trên cấu kiện gỗ, chuông, đồ tế tự, con dấu và một số mẫu công văn, sớ sách, khoa cúng. Qua đối chiếu, so sánh có thể nhận thấy, tại thời điểm kê khai vào cuối thế kỷ 20, bản kê thân sắc xã Tiên Hương, Tổng Đồng Đội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, xã Tiên Hương chỉ kê 13 đạo sắc do triều Nguyễn phong tặng, thuộc các niên hiệu Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Thanh Thái, Duy Tân. Trong khi tại di tích Phủ Tiên Hương ngày nay, số sắc còn có thể kiểm đếm được lại phong phú và đa dạng hơn nhiều. Ngoại trừ một số sắc đã được kê khai vào khoảng cuối thế kỷ 20 như đã kể trên, một số đã mất hoặc thất lạc, còn 5 đạo sắc thời Lê Trung Hưng và 4 đạo sắc được phong dưới thời Khải Định. 2.1.4.3 Tư liệu Hán Nôm tại Làng Mẫu Liễu Hạnh. Theo văn bia sùng tu Thánh Lăng Bi Ký, Làng Mẫu Liễu Hạnh với kết cấu hoàn toàn bằng đá do đệ tử Hội Đào Trì, đền Phổ Hóa, kinh đô Phú Xuân cùng với đồng quan Trần Vũ Thực trùng tu năm Mậu Dần 1938, niên hiệu Bảo Đại, có bình đồ vuông với 5 vòng tường bổ trụ vuông, trên trụ tạc hình bút sen. Trong khuôn viên lăng còn có nhà bia và lầu thờ cô và thờ cậu. Trên mỗi mặt của vòng tường đều trổ ở cửa chính giữa, hướng vào trung tâm, mộ phần hình bát giác. Trên các mặt trụ khắc câu đối chữ Hán Nôm ca ngợi công lao đức hạnh của Thành Mẫu và tên người cung tiến, tiêu biểu như sinh hóa suốt ba phen, trinh hiếu gương treo miền quận Bắc, tinh thần 500 lẻ, anh linh bóng dạng trốn thành Nam. Sắc sắc không không tiên, thánh phận, sinh sinh hóa hóa hiếu trinh tử, có không không là tiên, là thánh, là đức Phật, sinh sinh hóa hóa hiếu thuận, trung trinh lại từ bi, tự ái nhất tâm nhân nhụ mộ, hiếu trinh thiên cổ nữ anh phong, một lòng tự ái người ngưỡng mộ, ngàn năm trinh hiếu nữ phong lưu. Ngoài ra trong khuôn viên lăng còn cốc bia sùng tu Thánh Lăng Bi Ký, chữ Nôm,
khắc thơ dáng bút của mẫu Liễu Hạnh giao phó và khen ngợi đệ tử hội Đào Chi, đền Phổ Hóa, kinh đô Phú Xuân, công đức sửa lăng và một bia khắc đôi câu đối của đồng quan Trần Vũ Thực nhân dịp khánh thành việc trùng tu lăng mẫu. Mẫu ghi vọng trọng côi sơn thạch, tử dục ân đàm vị thủy ba, có nghĩa ngưỡng vọng bậc mẫu nghi đá núi côi in dấu, đệ tử gội ơn sâu nước sông vị dạt dào. 2.1.4.4 Tư liệu Hán Nôm tại nhà thờ họ Trần Lê. Kết quả khảo sát thực địa cho thấy, trong nhà thờ họ Trần Lê hiện còn hàng chục bộ hoành phi câu đối, hệ thống bài vị, biểu ghi trượng, ba tập gia phả, thư lầu phả ký, ghi chép gia phả họ Lê ở xã An Thái, huyện Thiên Bản, Phù Nghĩa Hưng. Ông tổ dòng họ là Lê Quý Công, tự Phúc Tiên, mẫu Liễu Hạnh thuộc đời thứ tư. Sau khi mẫu giáng sinh, họ này đổi sang họ Trần. Trần Lê gia phả kế thừa nội dung, thư lầu phả ký tiếp tục biên chép gia phả họ Lê, xã An Thái, huyện Tiên Bản, Phù Nghĩa Hưng, Lê Tộc, lịch Đại Ngọc Phả. Tiếp tục kế thừa nội dung, thư lầu phả ký Trần Lê gia phả biên chép gia phả họ Lê ở xã An Thái, huyện Thiên Bản, Phụ Nghĩa Hưng. Quý phả có bài ký, tiên tử thắng ký. Bài ký về ngôi đền thờ tiên, tức đền thờ mẫu Liễu Hạnh. Một bìa ký, một chuông đồng, có khắc chữ Hán Nôm gắn với lịch sử của phủ. Đặc biệt là bảy đạo sắc phong mang niên đại trong khoảng nửa cuối thế kỷ thứ 17 đến nửa đầu thế kỷ 20. Gồm sắc ngày 24 tháng 6 nhuận năm Chính Hòa thứ tư 1683, phong cho Liễu Hạnh Mã Hoàng Tề gia trị quốc hộ sĩ Cần Tiết Hòa Mỹ đoan trang công chúa. Sắc ngày 28 tháng 3 năm Cảnh Hưng thứ hai 1741, phong cho đệ tam ngọc nữ Quảng Cung công chúa. Sắc ngày 22 tháng 3 năm Chiêu Thống Nguyên Niên 1786, phong cho Liễu Hạnh Mã Vàng công chúa. Sắc ngày 28 tháng 6 năm Triệu Tự thứ tư 1844, phong cho đệ nhị ngọc nữ Quỳnh Cung Duy Tiên phu nhân. Sắc ngày 17 tháng 10 năm Tự Đức thứ năm 1852, phong cho đệ tam ngọc nữ Quảng Cung Quế Anh phu nhân. Sắc ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ ba 1909, phong cho Dực Bảo Trung Hưng Đế Thích Tiên Đình Liễu Hạnh công chúa. Thượng Đăng Thần, Dực Bảo Trung Hưng đệ nhị ngọc nữ Quỳnh Cung Duy Tiên phu nhân Trung Đăng Thần, Dực Bảo Trung Hưng đệ tam ngọc nữ Quảng Cung Quế Anh phu nhân Trung Đăng Thần. Sắc ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ hai 1917, phong chọn Đế Thích Tiên Đình ngọc nữ Liễu Hạnh công chúa. Ngoài hệ thống bia ký, đại tự, cầu đối, sắc phong kể trên, trong phủ còn có một số văn khắc trên cấu kiện gỗ, chuông, đồ tế tự, con dấu và một số mẫu công văn sách sớ, khoa cúng, đơn thư liên quan đến việc kiện tụng về tranh chấp phủ vào cuối thời Nguyễn cho đến gần đây. 2.1.4.5 Tư liệu Hán Nôm tại đền Cây Đa Bóng, Nguyệt Du Từ, Cung. Theo truyền thuyết dân gian và văn bia tại đền Nguyệt Du Từ bi ký, biệt đền Nguyệt Du và Nguyệt Du Cung Tử Bi Ký, biệt đền Nguyệt Du Cung, khắc năm Bảo Đại thứ tư 1929, đến ngày khởi dựng từ thời Lê, được trùng tu dưới thời Thành Thái 1889 đến 1906. Tuy nhiên, kiến trúc đền hiện nay chủ yếu là kết quả trùng tu của các năm 1980, 2000 và 2012. Về tư liệu Hán Nôm tại đền, ngoài hai văn bia kể trên, còn tấm bia Tiên Hương Thái Linh Tử Bi Ký. Biệt đền Thái Linh ở Tiên Hương, khắc năm Bảo Đại thứ 10, ghi việc dựng đền dưới sự hưng công của người họ Trần. Ngoài ra, trong đền còn hàng chục bộ hoành phi câu đối sơn son thép vàng và một số câu đối nhấn vữa trên cột ghi môn, một số văn khắc trên cấu kiện gỗ, chuông, đồ tế tự, con dấu và một số mẫu công văn sớ sách, khoa cúng chủ yếu là sản phẩm được làm gần đây. 2.2 Hướng tiếp cận nội dung tư liệu Hán Nôm về tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh ở phủ Dày và mẫu Tam phủ Tứ phủ theo loại hình văn bản.
Qua khảo sát, thống kê, phân tích, bước đầu đã sơ bộ phân loại tư liệu Hán Nôm về tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạch ở Phủ Dày và mẫu Tam Phủ Tứ Phủ theo loại hình như đã đề cập sơ bộ ở mục trên. Theo đó, tương ứng với tập hợp các văn bản được in hoặc viết trên giấy, cơ bản có thể phân thành các nhóm sau. Giáng bút, kinh giáng bút và thơ văn giáng bút, phả lục, thân tích, văn chầu, thân sắc, công văn, linh thiêm, tiêm, khoa nghi, các loại hình khác và khảo cứu. Với văn khắc có thể phân thành các nhóm đại tự, câu đối, bìa ký, minh chuông, ván khắc, in kinh sắc, ấn triện, con dấu đang bảo quản tại di tích. Đương nhiên, cách phân loại này cũng chỉ mang tính chất tương đối. Xin đơn cử một vài dẫn dụ cụ thể. Hệ thống giáng bút còn lại trên giấy chủ yếu là tác phẩm được khắc in. Theo đó, về nội dung văn bản, đương nhiên bản in không có sự sai lạc so với ván khắc, hoặc cũng có thể xếp văn bìa dùng tu thánh lăng bi ký tại lăng mẫu Liễu Hạnh vào loại giáng bút, bởi nội dung này được cho là lời giáng bút của mẫu Liễu Hạnh do các đệ tử khắc lại trên bia đá theo nội dung văn bìa. Tương tự, theo cách hiểu đơn thuần, cũng có thể tạm xếp Cát Thiên Tam Thế Thực Lục vào loại hình giáng bút hoặc thần tích, bởi nội dung chính được khắc in trong sách này được cho là tập hợp văn giáng bút của mẫu Liễu Hạnh, cùng ấn chứng bút phê của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bình Khiêm, xác thực lại sự tích của mẫu Liễu Hạnh được các đệ tử ghi chép, biên tập lại, chế bản in thành sách. Theo nội dung sách, điều quan trọng nhất là mọi hướng tiếp cận nội dung tư liệu Hán Nôm nói chung, tư liệu Hán Nôm về tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Dày và mẫu Tam Phủ Tứ Phủ nói riêng. Trước hết, cần phải giải quyết những vấn đề về văn bản học nhằm tái tạo lại nguyên bản, đồng thời chỉ ra được quá trình định bản và truyền bản, cũng như cốt lõi lịch sử và yếu tố thần kỳ. Theo đó, nhiệm vụ chính của các thao tác là tập hợp phân tích, so sánh văn bản, bóc tách sự kiện lịch sử để phục nguyên văn bản, tạo cơ sở cho các bước nghiên cứu tiếp theo. 2.2.1.6 2.2.1 Nhóm tư liệu Hán Nôm trên giấy. 2.2.1.1 Nhóm tư liệu giáng bút. Trong bối cảnh lịch sử xã hội cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, năm 1858, quân Viễn Chinh Pháp và Tây Ban Nha đổ bộ tấn công vào cảng Đà Nẵng, khởi đầu cho công cuộc xâm lược Việt Nam. Đến ngày 6 tháng 6 năm 1884, Hòa ước Paternot được ký kết giữa Triều Đình Huế và thực dân Pháp, tạo bước ngoặt cho việc xác lập quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam, chia nước ta thành ba miền với ba chế độ khác nhau. Sau hòa ước này, vai trò thống trị của triều đình Nguyễn được xem như đã hoàn toàn sụp đổ. Hệ tư tưởng nho giáo dần mất vị trí và vai trò dẫn dắt xã hội, văn hóa dân tộc bước vào thời kỳ mưa Á gió Âu. Đó là một trong những nguyên do cơ bản khiến đội ngũ trí thức nho học quay lại với văn hóa tín ngưỡng bản địa nhằm truyền bá tư tưởng, chủ nghĩa yêu nước và giải phóng tinh thần. Sự hưng thịnh của phong trào thiện đàn trong khoảng cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 ở nhiều tỉnh thành trong nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Yên là minh chứng cụ thể. Có thể tạm hiểu, thiện đàn là tổ chức dựa vào hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, dựa vào sự bảo trợ của các vị thần tiên, Phật, Thánh nhằm hướng tín đồ bỏ điều ác, làm điều lành, cảnh giới, răn đe con người về đường phúc họa, nhất quán với niềm tin ở hiền thì gặp lành, gieo ác thì gặp ác. Hình thức tuyên truyền chủ yếu của thiện đàn là hoạt động giáng bút thông qua các nghi lễ, cầu kinh giáng bút ở các chùa, miếu, đền, phủ, quán. Thông thường, mỗi tác phẩm giáng bút đều được gắn cho đích danh một vị thần tiên, Phật, Thánh cụ thể, thậm chí còn có các vị khác tham gia ấn chức, xác thực, như trường hợp Cát Thiên Tam Thế Thực Lục, được cho là của mẫu Liễu Hạnh, có bút phê của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bình Khiêm. Theo đó, dưới tư duy tôn giáo, tín ngưỡng, các tín đồ sẽ quan niệm kinh văn giáng bút là những tác phẩm do các bậc thần tiên, Phật Thánh ban giáng nhằm săn dạy, cảnh giới tín đồ hướng theo chính đạo. Người cầu kinh giáng bút chỉ giữ vai trò là cầu nối truyền tải lời của thần tiên Phật Thánh xuống nhân gian. Chủ thể sáng tạo kinh giáng bút có thể thuộc hệ thần đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo, Thánh mẫu, các vị thần, Thanh Hoàng và một số nhân vật lịch sử. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học thực chứng thì kinh văn giáng bút thực chất là thư văn ứng tác,
của những người cầu kinh giáng bút qua quá trình thực hành văn hóa tôn giáo tín ngưỡng. Chính họ mới thực sự là chủ thể sáng tạo dựa vào sự bảo trợ của các vị thần tiên Phật Thánh để tuyên truyền và thể hiện tư tưởng của chính họ. Với nhóm kinh văn giáng bút thuộc tín ngưỡng thờ mẫu, đa số đều được gán cho là giáng bút của chư vị thánh mẫu hoặc các chúa bà công chúa. Qua một số đặc trưng cơ bản của kinh văn giáng bút có thể thấy rằng ít nhất sẽ có hai hướng tiếp cận nhóm tư liệu giáng bút, đó là hướng tiếp cận từ góc độ văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, coi kinh văn giáng bút là nơi giáng của thần linh, và hướng tiếp cận dưới góc độ khoa học thực chứng, coi kinh văn giáng bút thuộc thể loại ứng tác tâm linh của con người. Tuy nhiên, cho dù tiếp cận theo hướng nào thì cũng cần thống nhất về nhận thức, đó là kinh văn giáng bút từng giữ vai trò là một phương thức truyền bá chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, liên kết tinh thần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời là phương tiện truyền tải tư tưởng của một số tôn giáo, tín ngưỡng qua hoạt động tâm linh ở nước ta, nhằm mục đích hướng con người theo chính đạo, bỏ điều ác, làm điều lành, cảnh giới, dần đề con người về đường phúc họa, nhất quán về niềm tin và lẽ sống, ở hiền thì gặp lành, gieo ác thì gặp ác. 2.2.1.2 Nhóm tư liệu phả lục. Về sự tích của các vị thần qua truyền miệng dân gian và nội dung văn bản được định bản trong thần tích phả lục, khó có thể phủ nhận sự tương đồng về nội dung cơ bản của ba hình thức truyền tải này. Vì thế mà có quan điểm xếp thần tích vào nhóm phả lục hoặc coi phả lục cũng là thần tích. Tuy nhiên, khi xem xét cơ chế sáng tạo và truyền miệng của thần tích trong dân gian, một đặc điểm dễ nhận thấy đó là tính thống nhất trong đa dạng, nhiều dị bản của thần tích. Qua quá trình lưu truyền dưới hình thức truyền miệng, nội dung thần tích vẫn luôn được bồi đắp, chỉnh lý theo ý thức chủ quan của người kể hoặc kể khai. Điều này có nghĩa là truyền thuyết dân gian được lưu truyền dưới hình thức truyền miệng luôn ở trong quá trình định bản, tức là vẫn ở trong quá trình sáng tác, hoàn thiện, bổ sung. Trong khi đó, sau khi thần tích được định bản dưới hình thức chép tay hoặc in khắc, văn bản sẽ bước vào thời kỳ tương đối ổn định từ cấu trúc, nội dung đến chi tiết. Có lẽ xuất phát từ chính nhu cầu định bản, kê khai, lưu giữ lâu dài mà các thần tích vốn được truyền miệng dần được văn bản hóa và được định danh thể loại là phả lục. Như vậy, trong một chương mực nào đó, phả lục ghi chép thần phả về các vị thần đã định bản thần tích tại một thời điểm cụ thể. Nhưng một đặc trưng đáng được quan tâm là việc thờ thần của người Việt cơ bản được khu biệt trên nguyên lý mà dân gian đã tổng kết. Chống làng nào, làng ấy đánh, thánh làng nào, làng ấy thờ. Theo đó, nội dung thần tích về vị thần được cộng đồng đang tôn thờ, trước hết phải được cộng đồng làng xã đó xác lập thừa nhận, trao truyền trong phạm vi những người liên quan thuộc cộng đồng để đảm bảo tính thiêng liêng. Trong nhiều trường hợp, do tác động của điều kiện lịch sử xã hội như hiện tượng chuyển đổi tâm thức văn hóa tín ngưỡng diễn ra trong cộng đồng làng xã, có thể dẫn đến hiện tượng cộng đồng làng xã thay việc phụng thờ một vị thần cũ bằng một vị thần mới, hoặc phối thờ hoặc hợp tự, khiến cho thần tích của vị thần cũ ít được quan tâm, bị phai nhạt dần trong tâm thức cộng đồng. Khi đó, thần tích có thể bị giải thể chức năng gốc, tức giải thể tính thiêng và trở thành một sáng tác văn học truyền miệng mang yếu tố thần kỳ lưu truyền trong dân gian. Trong khoảng thế kỷ 19 đến 20, một số thần tích được san khắc vào phục vụ mục đích truyền bá văn hóa tôn giáo tín ngưỡng được coi là một hiện tượng văn hóa đặc biệt ở nước ta, giúp cho thần tích của một số vị thần vốn đã có chỗ đứng trong dân gian được nhất quán về nội dung, được phổ biến rộng và nhanh hơn, nhưng cũng làm hạn chế phần nào đặc trưng, đa dị bản của hình thức truyền miệng mà trường hợp phản lục về mẫu liễu hạnh, vân cát thần nữ lục, chép trong truyền kỳ Tân Phả được cho là của Đoàn Thị Điểm là một ví dụ điển hình, để sau đó trên nền cốt truyện này, hàng loạt làng xã có tục thờ mẫu liễu hạnh đã sao y hoặc thêm bớt một số chi tiết để định bản thần tích về mẫu cho cộng đồng làng xã mình, tạo tiền đề cơ sở cho việc xác lập ngôi chính tự, hợp thức hóa trong việc phụng thờ mẫu liễu hạnh.
Đến nay, hầu hết các công trình nghiên cứu về sự tích mẫu Liễu Hạnh đều ít nhiều đề cập đến Vân Cát Thần Nữ Lục và coi đây là một bản nền để so sánh, quy chiếu với các bản phả lục, thần tích và các tư liệu khác có liên quan. Bởi tính chân xác về niên đại định bản, Lạc Thiện Đường Tàng Bản khắc năm Gia Long Thập Niên 1811. Trong luận án này, việc lặp lại các thao tác nghiên cứu kể trên khi tìm hiểu về sự tích mẫu Liễu Hạnh cũng được nghiên cứu sinh hết sức chú trọng. Bên cạnh đó, vấn đề khảo chứng, phân tích một số chi tiết nội dung truyện và đặt chúng trong bối cảnh lịch sử không gian văn hóa liên quan cũng được tiến hành nhằm góp phần tách bạch các lớp trong lịch sử văn hóa trong Vân Cát Thần Nữ Lục và tục thờ mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Giày và mẫu Tam Phủ Tứ Phủ. 2.2.1.3 Nhóm tư liệu thần tích. Theo phân tích ở trên, nghiên cứu sinh đã đề cập tới một số đặc điểm mang tính nguyên lý về tục thờ thần trong cộng đồng làng xã Việt Nam xưa được dân gian xác lập. Chống làng nào, làng ấy đánh, thánh làng nào, làng ấy thờ. Theo đó, nội dung thần tích về vị thần được một cộng đồng đang tôn thờ. Trước hết, phải được cộng đồng làng xã ấy xác lập thừa nhận, trao quyền trong phạm vi những người liên quan thuộc cộng đồng để đảm bảo tính thiêng. Chiều theo nguyên lý này, việc tiếp cận thần tích về mẫu Liễu Hạnh của các cộng đồng làng xã có liên quan cần thừa nhận tính dị bản như một tồn tại lịch sử. Mọi dẫn dụ hoặc kết luận được rút ra đều phải dựa trên sự tham chiếu với tư liệu lịch sử và bối cảnh lịch sử văn hóa đương thời. 2.2.1.4 Nhóm tư liệu Văn Châu. Qua khảo sát sơ bộ, nguyên văn các bản Văn Châu thường được viết bằng chữ Nôm, Văn Vần, thể song thất lục bát. Văn Châu thường được trình diễn cùng âm nhạc và vũ đạo với nội dung chủ yếu nhằm thỉnh mời chư thần giáng đàn chứng lễ. Với đặc trưng là một hình thức diễn sướng dân gian, phục vụ tín ngưỡng, lưu truyền qua hình thức truyền khẩu nên ban đầu. Nên ban đầu, lời các bản Văn Châu cũng mang tính ứng tác rất cao. Trong dân gian vẫn lưu truyền thuật ngữ 36 giá Châu Văn, tức 36 bản văn của 36 giá. Nhưng trong thực tế, đây chỉ là con số ước lệ. Riêng với tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ, Tiên Thánh Văn Tập, toàn Văn Châu Tiên Thánh ghi nhận số bài Văn Châu cổ nhiều nhất với 43 bài, trong khi các tập Văn Châu khác lại có số lượng khiêm tốn hơn. Như Chư Vị Văn Châu, Văn Châu Các Vị, Ký Hiệu Thư Viện Hà Nôm, AB, năm 17, tập hợp 24 bản văn. Qua nội dung Văn Châu, có thể nhận diện được phần nào về vũ trụ quan, tôn giáo, tín ngưỡng, dân gian và hệ thần trong Tứ Phủ, dung nhan, đức hạnh, tài năng, công đức của vị thần được dân văn. Mặt khác, khi liên hệ rộng hơn, một giả thiết để làm việc được đặt ra, đó là Văn Châu hay Châu Văn là một thể văn bắt nguồn từ Văn Tán, được định hình khá sớm. Hiện vẫn còn thịnh hành trong nhiều khoa cúng gắn với tôn giáo tín ngưỡng ở nước ta. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Văn Châu thường được trình diễn cùng âm nhạc và vũ đạo theo thể cách và bài bản riêng. Đây là một đặc điểm cần hết sức chú ý khi khai thác nguồn tư liệu này. 2.2.1.5 Nhóm tư liệu thần sắc. Có thể tạm hiểu, thần sắc là một dạng văn bản hành chính của triều đình phong cho thần, xác nhận tư cách chính thần, ghi trong tự điển, được phép thừa tự. Theo lý, đây là một trong những nguồn tư liệu đáng tin cậy trong việc xác thực truyền thống và lịch sử thờ thần của các cộng đồng làng xã liên quan. Với tục thờ mẫu Liễu Hạnh tại khu vực Phủ Giày, những vấn đề khái quát chung nhất về tư liệu sắc phong đã được đề cập ở trên. Tuy nhiên, vì tính phức tạp của nguồn tư liệu kê khai, sao lục, trong mục này, nghiên cứu sinh sẽ phân tích một số điểm tồn nghi để làm rõ mức độ tin cậy, tính xác thực của nguồn tư liệu thần sắc được kê khai sao lục. Kết quả khảo sát cho thấy, theo niên đại khi trên sắc, kể cả sắc gốc và sắc sao trên giấy gió dưới dạng tệp tài liệu, mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Giày được triều đình phong sắc lần đầu vào ngày 3 tháng 7 năm Dương Hòa thứ 8, 1642, Nam Định tỉnh, Vụ Bản huyện, Đồng Đội Tổng, các xã thần sắc. Mục thần sắc xã Vân Cát Thư Viện, Viện Nghiên cứu Hà Nôm, ký hiệu AD.A16/29. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về niên đại, đã thấy một số thông tin không đảm bảo tính chân xác lịch sử, thậm chí có sắc được phong trước cả thời điểm vua lên ngôi. Dưới đây là một số phân tích cụ thể với Nam Định tỉnh, Vụ Bản huyện, Đồng Đội Tổng, các xã thần sắc.
mục thần sắc xã Vân Cát, Thư viện, Viện Nghiên cứu Hà Nội, ký hiệu AD.A16/29. Với bản sao sắc phong Trần Đế Thích, Tiên Đình Dựng Tú, Phương Phi Quyền Cai Lục Cung Tần Nương biến hiện vô cùng trí tuệ anh linh Kim Chi Sơn Lâm Bộ. Hiệu viết Mã Hoàng Tề Gia Trị Quốc, Hộ Sĩ Cần Tiết, Hòa Mỹ, Đoan Trang. Quang mục Nhân Minh Thuần Mỹ Công Chúa, niên hiệu Vĩnh Thịnh Nguyên Niên Nhị Nguyệt, Thập Lục Nhật, ngày 16 tháng 2 năm Vĩnh Thịnh Nguyên Niên 1705. Theo Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục, tháng 4 năm Ất Dậu 1705, Lê Dụ Tông mới chính thức lên ngôi, đặt niên hiệu Vĩnh Thịnh. Như vậy, năm Vĩnh Thịnh Nguyên Niên bắt đầu từ tháng 4, không có tháng riêng 2, 3. Theo đó, tính xác thực về niên đại của sắc này cần đặt trong sự tôn nghi. Với bản sao sắc phong cho Đế Thích, Tiên Đình Dựng Tú, Phương Phi Quyền Cai Lục Cung Tần Đương biến hiện vô cùng Kim Chi Sơn Lâm Trưởng Quản Sơn Tinh Bộ. Hiệu viết Liễu Hạnh Mã Hoàng Tề Gia Trị Quốc, Hộ Sĩ Cần Tiết, Hòa Mỹ Đoan Trang, Quang Mực Nhân Minh, Thuần Mỹ Nhàn Tĩnh Trinh Nhất Diệu Hóa, Đoan Dung, Đạt Hạnh, Diệu Thông Mẫn Cảm, Phổ Tế Chân Tiên Công Chúa, Điện Đại Cảnh Hương Nguyên Niên Chính Nguyệt Nhị Thập Nhất Nhật, ngày 27 tháng Giêng năm Cảnh Hương Nguyên Niên 1740, cũng theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, tháng 5 năm Canh Thân 1740, Lê Hiển Tông lên ngôi đặt niên hiệu Cảnh Hưng. Như vậy, năm Cảnh Hưng Nguyên Niên bắt đầu từ tháng 5, không có các tháng riêng 2, 3, 4. Theo đó, tính xác thực về niên đại của sắc này cũng cần đặt trong sự tôn nghi. Qua phân tích nội dung có thể khái quát cấu trúc cơ bản về nội dung Một Lòng Sắc Trước Thời Nguyễn 1802 như sau. Sắc, tên thần và thần hiệu nguyên được phong tặng, bao phong, khen ngợi công đức, phong tặng hoặc gia phong, niên đại phong sắc. Thông thường, các sắc trước thời Nguyễn 1802 phong cho thần, không đề cập đến nghĩa phụ thời thần thuộc về cộng đồng nào. Ở phần phong tặng hoặc gia phong, tên thần và thân hiệu được nối thêm các mỹ tự được phong. Theo thời gian, tên thần và thân hiệu liên tục được nối dài và bảo lưu tên thần và thân hiệu của các lần phong trước. Chiều theo nguyên lý này, có thể nhận ra chi tiết bất hợp lý trong nội dung của bản sao sắc phong. Cho Đế Thích, Tiên Đình Dựng Tú, Phương Phi, Quyền Cai Độc Cung Tần Nương biến hiện vô cùng Duệ Trí Anh Linh Khiêm Chi Sơn Lâm Trưởng Quản Sơn Tỉnh Bát Bộ. Hiệu viết Mã Hoàng Công Chúa, Tề Gia Trị Quốc, Hộ Sĩ Cần Tiết, Hòa Mỹ, Đoan Trang, Quang Mục Nhân Minh, Uyển Mỹ Công Chúa. Phong ngày mùng 3 tháng 7 năm Dương Hòa thứ 8, 1642. Khi lòng sắc ghi, giao nhiệm vụ cho thôn An Thái, xã Vân Cát, xã Đồng Đội, huyện Thiên Bản, Phủ Nghĩa Hưng. Đạo Sơn Nam được phụng thờ theo như lệ cũ hay sắc phong cho Đế Thích Thiên Đình Liễu Hạnh Công Chúa. Phong ngày 18 tháng 4 năm Cảnh Trị thứ 8, 1670. Khi lòng sắc cố ý xác nhận Liễu Hạnh Công Chúa là thần tiên trên thượng giới, là thánh mẫu trong nhân gian, sinh ra ở làng Vân Cát. Đặc biệt qua thần tích và phả ký về mẫu Liễu Hạnh, hầu hết các bản đều ghi nhận thánh mẫu Liễu Hạnh từng được gia phong chế thắng Hòa Diệu Đại Vương hoặc Hòa Diệu chế thắng Đại Vương. Tuy nhiên trên thực tế, những mỹ từ này chỉ xuất hiện trên sắc phong cho mẫu Liễu Hạnh tại đền Bà Kiệu, Thiên Tiên Điện. Hiện còn bản gốc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và một sắc khác, bản gốc thuộc niên hiệu Cảnh Hưng, cũng phong cho thánh mẫu Liễu Hạnh hiện đang nằm trong sưu tập của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, mà không thấy xuất hiện trên các sắc gốc hiện còn lưu tại khu vực Phủ Dày. Qua đây cần hiểu thêm rằng, tôn hiệu Đại Vương đi kèm thần hiệu thường dành cho các dương, nam thần, được thần tích mô tả, hiển thị dưới dạng nam nhân. Còn tôn hiệu công chúa đi kèm thần hiệu thường dành cho các âm, nữ thần, được thần tích mô tả hiển thị dưới dạng nữ nhân. Như vậy có thể tạm hiểu đại vương và công chúa là tước tôn hiệu thần được phong, chứ không nhất thiết vị thần được phong tước tôn hiệu đại vương hoặc công chúa vốn xuất thân từ dòng hoàng tộc như dân gian thường hiểu. Và việc thánh mẫu Liễu Hạnh thần tích mô tả hiển thị dưới dạng nữ nhân, được phong tước đại vương được coi như là một trường hợp ngoại lệ.
Trong thực tế, nghiên cứu sinh cũng đã bắt gặp nhiều công thần thời Lê vốn không thuộc dòng hoàng tộc được phong tước vương. Nhận thức này càng được củng cố phần nào khi hiến tổ trưng hoàng đế năm Thiệu Trị thứ 2, 1842 quy định. Các thần hiệu trong cả nước hoặc đã phong, gián, hoặc có những chữ viết là đại vương, thánh phi, công chúa và công hầu quý phủ. Trừ ngoài ra, một vị Liễu Hạnh công chúa đã phụng thánh chỉ vẫn để hiệu cũ và đế vương. Thần viên các đời trước nguyên có tước hiệu đều theo như cũ mà viết vào. Còn thì đều triều tùy văn nghĩa đổi những chữ làm tôn thần, chi thần, phủ quân, phu nhân để chính tên gọi. 2.2.1.6 Nhóm tư liệu công văn, sớ sách, khoa nghi. Trong sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, công văn là một dạng văn bản ghi lời khẩn cầu của tín đồ gửi đến thần, qua hóa, đốt, thông qua các nghi thức hành lễ. Như vậy, xét về chức năng, công văn trong nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng bao gồm sớ, điệp, cáo, biểu, tấu, khoa nghi, không khác nhiều so với công văn hành chính. Do bị quy định chặt chẽ về thể thức nên công văn, sớ sách, khoa nghi thường được soạn theo mẫu thức nhất định. Vì thế mà tính ổn định về mặt văn bản rất cao. Qua nhóm tư liệu này có thể hình dung được phần nào về tính dung hội văn hóa, nội dung, bài bản của từng khóa lễ, đặc biệt là vũ trụ quan tôn giáo tín ngưỡng, tâm thức văn hóa của cộng đồng qua hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. 2.2.1.7 Nhóm tư liệu linh thiêm, tiêm, quẻ bói. Trước đây, sóc thẻ, rút thẻ, xem thẻ là một trong những hoạt động tín ngưỡng khá phổ biến trong các đền chùa, miếu quán ở nước ta. Về hình thức, thiêm, tiêm là cách thẻ trên khắc hoặc viết chữ, lời quẻ được gán cho là của thánh thần nên được gọi là linh thiêm. Lời thiêm, tiêm là lời của các vị tiên thánh mượn những kẻ phàm để bày tỏ cho chúng sinh kính sợ mà tụng niệm tu hành. Dân gian thường gọi thẻ thiêm là thẻ xăm, rút thẻ thiêm là rút thẻ xăm hoặc rút xăm xem thẻ. Số lượng thẻ trong một bộ thiêm tùy theo từng loại. Trong các đền phủ thờ mẫu, tục rút thẻ trước đây cũng rất thịnh hành. Hiện nay tại các nhà thờ họ Trần Lê, làng Tiên Hương, xã Kinh Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và đền Bắc Lệ cũng còn thẻ thiêm. Bắc Lệ công đồng linh từ linh thiêm. Bộ thiêm liên quan tới thanh mẫu hiện còn tương đối đầy đủ và nguyên vẹn, gồm 23 quẻ thượng tốt, 18 quẻ trung vừa và 9 quẻ hạ xấu. Nội dung một quẻ thường gồm 12 mục, mỗi mục là một bài thơ tứ tuyệt. 1. Tổng đoán, lời đoán chung. 2. Tự thân, bản thân. 3. Gia trạch, nhà cửa, đất đai. 4. Phong thủy, đất cát, đặt mồ mả. 5. Cầu mưu, toàn tính, dự định. 6. Hôn nhân, cưới hỏi. 7. Lục giáp, thai sản, sinh nở. 8. Xuất hành, đi xa. 9. Hành nhân, người đi xa. 10. Thất vật, mất của. 11. Quan sự, việc quan, kiện tụ. 12. Bệnh hoạn, đau ốm, bệnh tật. Qua hình thức tổ chức tổng quẻ, một điều thú vị là khi rút bất kỳ một trong số 50 quẻ, xác suất rút phải quẻ xấu rất nhỏ, chỉ chiếm tỷ lệ 9/50, trong khi đó xác suất rút được quẻ tốt là 23/50 và xác suất rút được quẻ vừa là 18/50. Theo đó, tỷ lệ người cảm thấy hài lòng sau khi rút thẻ cũng nằm trong một tỷ lệ tương ứng. Phải chăng đây là một chế định cần thiết đảm bảo để số đông tín đồ rút thẻ sẽ cảm thấy yên tâm và tin rằng dưới sự bảo trợ, phù hộ của Thánh Mẫu, có nhiều điều tốt lành đến với tín đồ. 2.2.1.8 Nhóm tư liệu thuộc các loại hình khác. Về cơ bản, nhóm tư liệu thuộc các loại hình khác gồm địa chí, địa bạ, gia phả, ghi chép về tục lệ, chuyện, ký lục, câu đối, thơ văn, ngầm vịnh, tạp ký liên quan đến tục thờ mẫu Liễu Hạnh ở phủ Dày và mẫu Tam phủ tứ phủ đều thuộc nhóm tài liệu hỗn hợp, có tác dụng là nguồn tư liệu đối sánh, bổ sung cho các nhóm tư liệu trên giấy như đã được nói tới ở trên. Dưới góc độ tiếp cận lịch sử văn hóa, địa chí, địa bạ, gia phả, ghi chép về tục lệ phản ánh khá toàn diện về đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng cư dân trong một phạm vi nhất định.
đơn cử qua Sa Phả họ Lê, Vân Cát Lê Gia Ngọc Phả và Sa Phả họ Trần Lê, Tiên Hương. Chúng ta như thấy được quá trình nhân hóa thần linh, thần thánh hóa con người và địa phương hóa hệ thần thần được thờ phụng trong tương đối điển hình trong xu thế phát triển chung của tục thờ thần ở các cộng đồng làng xã Việt. Dù trong lịch sử, Vân Cát và Tiên Hương có thời kỳ cùng chung một xã, thờ trung thần, tam vị, tam tòa thánh mẫu. Nhưng sau khi biệt xã, tách xã, Vân Cát Lê Gia Ngọc Phả khẳng định. Cụ Lê Tư Vĩnh là con trai thứ năm của Lê Bang Cơ, tức Lê Nhân Tông. Sau khi nhà Lê bị họ Mã cướp ngôi, đất nước bước vào thời kỳ loạn lạc, cụ Lê Tư Vĩnh phải chạy loạn, về định cư tại thôn Vân Cát. Tại đây, cụ đã lấy bà Trần Thị Thục sinh Tư Thắng. Sau Tư Thắng sinh ra Giáng Tiên, tức công chúa Liễu Hạnh. Liễu Hạnh lớn lên lấy Đào Lang, năm 21 tuổi bỗng dưng không bệnh mà mất. Trong khi đó, nhóm Gia Phả họ Trần Lê lại khẳng định. Thánh Liễu Hạnh xuất thân từ họ Trần Lê thuộc thế hệ thứ tư. Cụ cao tổ của dòng họ này là Lê Quý Công, tự Phúc Tiên, vốn người họ Lê. Khi tiên chúa Liễu Hạnh đời thứ tư Giáng sinh, đổi sang họ Trần. Tiên chúa Giáng sinh năm Nhâm Thìn, niên hiệu Hoàng Định. Lúc Giáng sinh trong nhà tự nhiên có mùi thơm khác lạ. Năm 19 tuổi được gả chồng, lấy người họ Trần ở Bản Hương, thôn Nhị Giáp. Sau một thời gian về ở với người em ruột, cùng phụng dưỡng cha mẹ và đổi sang họ Trần. Giờ dần ngày 3 tháng 3 năm Vĩnh Tổ thứ 10, 1628. Bà không bệnh tật, bỗng dưng đột tử, hưởng thọ 21 tuổi, tôn lăng tại xứ Cây Đa, hướng Tốn, Đông Nam. Từ đó, u hồn tịch mịch, cha mẹ sớm tối thương nhớ khôn nguôi, bèn lập ban thờ trong nhà, đèn nhang thờ phụ, vẫn thấy phảng phất như lúc sinh thời. Một đêm bà hiện về trước ban thờ tự thuật lại duyên cớ, sự tích có chép. Trong xóm, ngoài làng đều cảm thấy kinh hãi. Bà tác yêu tác quái khiến nhà chồng ngày càng khánh kiệt, ra sức chấn trị. Nhưng người tin theo ngày càng tôn kính, tiếng tăm ngày một lừng lẫy. Gần thì truyền tai trong xóm, xa thì thiên hạ vang danh. Tin đồn đến tận kinh thành. Dưới thời Lê, năm Dương Hòa thứ 8, 1642, phụng lệnh chỉ dựng đền lợp ngói. Năm Chính Hòa thứ 4, 1683, được tặng sắc phong. Từ đó về sau, đền thiêng hiển hách được triều đình nhiều lần phong tặng. Thực là chuyện kỳ lạ nhất huyện Thiên Bản dưới quốc triều. 2.2.1.9 Nhóm tư liệu tham khảo. Tuy nội dung khảo cứu về tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh và mẫu Tam Phủ Tứ Phủ được các tài liệu Hán Nôm đề cập mới chỉ dừng ở mức sơ lược, nhưng không thể phủ nhận. Đây là công trình mang tính chất đặt nền móng cho những nghiên cứu tiếp theo. Vì tính chất đặc biệt này, tạm thời nghiên cứu sinh xếp tài liệu khảo cứu thành một nhóm riêng. Trong điều kiện có thể, hiện nghiên cứu sinh mới tiếp cận được hai tài liệu Hán Nôm thuộc nhóm tư liệu khảo cứu mang tính chuyên khảo, gồm Thiên Tiên Truyện Khảo và một tệp khác gồm các mục khảo Đồng Sự Ký, Tiên Lý Nam Đế Tích, Nam Định Tỉnh Khảo Dị, Thanh Hóa Tỉnh Khảo Dị, Khảo Vấn Tĩnh Điện. Ngoài ra, nội dung khảo cứu về tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh và mẫu Tam Phủ Tứ Phủ cũng được đề cập tới ít nhiều trong một số tài liệu Hán Nôm khác. Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh cũng tạm xếp nhóm tư liệu kê khai thần tích, thần sắc của các làng xã do Hội Khảo cứu Phong tục thu thập. Hiện lưu trữ tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội vào nhóm tài liệu điều tra phục vụ khảo cứu. 2.2.2 Nhóm tư liệu văn khắc tại di tích. Nhóm tư liệu văn khắc tại di tích gồm đại tự, câu đối, bi ký, minh chuông, ván khắc, in kinh sách, ấn triện, con dấu đang bảo quản ở tại di tích. Ngoài tính chất là hiện vật gắn với di tích, đồng thời cũng là những trang sử địa phương. Trực tiếp phản ánh truyền thống lịch sử văn hóa của cộng đồng làng xã liên quan, đặc biệt là lịch sử thờ thần, cơ sở thờ tự cùng các thực hành văn hóa quanh tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh. Bên cạnh nguồn tư liệu được khắc in, đây là một trong những nhóm tài liệu mang niên đại định bản tuyệt đối, có tác dụng trong việc đối sánh, tham chiếu khi khai thác các nguồn tư liệu để góp phần tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Dày và mẫu Tam Phủ Tứ Phủ qua tài liệu Hán Nôm.